em đến đây để kiếm tình yêu ạ. Thì em thì muốn tìm nhiều bạn bè hơn, bởi vì tương lai thì chưa có người yêu, kiếm tình yêu. Mục đích đến đây thì giao lưu anh em bạn bè, có kiếm được bạn nữ nào xinh được thì còn tốt. Em đến cho vui, em đến cho vui. Em muốn được giao lưu với bạn nhiều hơn thôi ạ. Có yêu rồi không? Em đang xây ế đấy anh ạ. Mục đích của em đến đây chỉ kiếm người yêu đấy anh ạ. Được sớm đấy, cũng không biết là cuộc phỏng vấn chưa kết thúc. Thì mục đích hôm nay đến có người yêu ạ. Vâng ạ. Thì từ cốc cũng là một cái chỗ để cho những FA giao lưu với nhau mà bên cả đấy. Để cho em vào, em phải vào nhóm luôn nhóm đấy. Hàng tuần là đều có một bài của từ cốc và được đăng lên trên web chính để có chia sẻ ảnh của con trai đẹp, con gái đẹp. Thế cho em phải vào nhóm đấy được. Thì nếu mà mình hôm nay mà mình đi mà có bạn trai luôn thì chắc không cần phải vào đâu. Nhưng mà không có, em đi một mình mà. Hôm nay là mong muốn là sau hôm nay là chị có người yêu, à có người để đi cùng gì, không, em vẫn phải vào để xem gặp, để biết đâu nó cắm sừng mình, có người khác anh. Em chỉ muốn nói là đợt ộp nào của biết em cũng đi hết mà người yêu thì em mãi vẫn chưa thấy được phát. Em còn độc thân, em chưa có con, em biết nấu ăn, bố mẹ các bạn sẽ thích mình, cho nên là ai tới chiếm lấy mình đi. Em mới là giao lưu với tất cả các anh chị xong member của Beat, có thể kết thêm nhiều bạn nữa. Nói chung là hôm nay vui lắm anh ạ. Mỗi tôi là hôm nay là không có cấu mạng về lại là chúng mình anh ạ. Buồn lắm. Đây là tại mình tan gái ngu quá. I wish that it would go and let me cry in bed and let me be